Hồng Vân và Quỳnh Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thực hiện theo phiên bản đặc biệt dành cho các quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam. Mời các anh chiến sĩ quân đội hoặc bạn nữ nào có nguyện vọng tìm người yêu là các chiến sĩ quân đội thì nhanh tay đăng ký tham gia. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta hãy gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Dạ, con muốn tìm người yêu là có sự chín chắn, có sự vui vẻ, hoạt bát, vui luôn. Anh này luôn vui nè. Đủ để làm điểm tựa cho con. Cô ấy sẽ có tính là tự lập. Quá tự lập luôn. Là một người phụ nữ mà biết yêu thương gia đình. Hôm nay lên đây anh nói hơi rụt rè hay sao mà. Nếu mà anh ở ngoài anh mà cái tính anh như vậy thì chắc bị chính anh hiếp. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai, mời em ngồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt ở đây rồi. Chúng ta cùng giới thiệu lớn lên để bên kia cùng nghe luôn nha. Rồi, mời em trai. Dạ, lời đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chị Hồng Vân. Chào em. Và quý khán giả đang xem chương trình. Em tên là Nguyễn Trọng Hiếu, năm nay 29 tuổi, quê quán ở Bến Tre. Thì hiện tại em đang là thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp, công tác tại Tiểu đoàn Thông tin 26, Bộ Tham mưu Quân đoàn 4, đóng quân tại Dĩ An, Bình Dương. Rồi, cô gái bên đây mình giới thiệu nào. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Con tên là Đỗ Nguyễn Hạnh Trinh, năm nay con 21 tuổi. Hiện tại con đang là sinh viên năm cuối khoa nhiếp ảnh của trường sân khấu điện ảnh. Trong quá trình đi học ấy, thì con có đi làm thêm ở ngoài về chuyên ngành luôn. Thôi sẵn vậy á, con nói luôn về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, con thì được tính thì hoạt bát, luôn suy nghĩ tích cực, tháo vát trong công việc rất là nhiều. Còn điểm yếu thì đụng đến cái việc gì mà con không thích ấy, thì con dễ nổi nóng và có cái tính hay quên. Bạn ơi, bạn nghe chưa? Dạ, em nghe chị Hồng Vân ơi. Rồi, bây giờ em giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, hay cười. Còn về điểm yếu là rụt rè, ngậm gái là không có dám nhìn thẳng vô mắt. Rồi con thấy sao? Ví dụ như có người yêu mà không bao giờ dòm vô trong cái mắt của mình á, thì con có chấp nhận không? Dạ, cái này để rèn từ từ sau. Không được, bắt buộc phải nhìn vô mắt. Bởi vì khi mình giao tiếp với người nào đó đó, mình không nhìn vô mắt ta, mình nhìn vô đâu á, đôi khi người ta khó chịu, người ta không có cảm tình với mình. Cố gắng nghe hiểu nha. Dạ, để mình coi đâu giờ nhìn. Dạ, mắt chị. Chào em. Dạ. Đó, thấy nhìn vô mắt bình thường mà. Nói nhỏ ra nghe, bên này xinh lắm nha. Dạ, cho nên là cứ phải xoáy vô mắt liền hay chưa. Dạ, bạn dạ. Hiếu này á là nhìn vô cô gái đẹp mà không dám nhìn vô mắt, còn nhìn những người mà lớn lớn mà bự bự thì ta nhìn thẳng vô mắt nó thoải mái, đúng không Hiếu? Dạ chị Hồng Vân là xinh đẹp ạ. Thấy chưa, quê chưa? Có thấy quê không? Em có mấy mối tình, nói cho chị Vân nghe đi. Em chỉ có một mối tình là thời mà sinh viên, cũng kéo dài được 5 năm. Sau đó thì chia tay, đến nay cũng thêm 5 năm nữa em không có quen ai hết. Trời, 5 năm ở không rồi đó hả? Dạ. Ồ ôi. Đi về có một mình anh hả chị? Để anh Quang coi đàn gái coi sao. Dạ. Dạ, con chào chú Quyền Linh. Trời ơi, dễ thương, chào con. À, mấy mối tình rồi? Dạ, hai. Cái đầu tiên thì là con chỉ là cảm nắng đơn thuần thôi, nên là thời gian ngắn. Còn cái sau thì là thích thiệt. Cái mối tình thứ hai đó. Dạ. Bao nhiêu năm? Dạ, có khoảng 6 tháng rồi. Nhưng mà do anh đó không làm cho con có đủ sự tin tưởng với lại cảm giác an toàn, nên là tụi con chấm dứt. Hành động gì mà không thấy an toàn? Dạ, anh đó nói con là anh đó còn khuyên người yêu cũ. Nhớ đừng nhắc gì người yêu cũ nha. Người yêu cũ mình nhắc người yêu cổ thì được. Vậy hai mối tình nó cũng đơn giản quá. Đúng mà. Đúng rồi, cả dạ. Hai người đều là những mối tình thoảng qua thôi. Rồi bây giờ con muốn tìm người yêu thế nào, con cho chú Nguyễn Linh với cô Vân biết coi nào. Dạ, con muốn tìm người yêu là có sự chín chắn. Nhưng chín mà bộ đội là chín chắn rồi. Vẫn có sự vui vẻ, hoạt bát, vui luôn. Anh vui này luôn. Vui nè. Đủ để làm điểm tựa cho con. Anh này điểm tựa vững chắc luôn. Làm bệ phóng cho con luôn. Anh là bệ bắn luôn. Nó nghe làm mẫu ảnh được luôn á. Ừ. Cái bạn nam bên kia làm mẫu ảnh cho con được luôn á. Cái hình dáng là giống ai? Có giống chú Quyền Linh không? Hay là giống ai? Dạ, đẹp trai hơn chú Quyền Linh. Cái này là hơn chắc rồi, em con yên tâm. Chú Quyền Linh cũng không được đẹp lắm đâu. Anh này đẹp trai. Bây giờ á, dạ, cô gái kia nói là thấy là em có hết đầy đủ rồi đó ha. Dạ. Còn em bây giờ muốn tìm một cô gái như thế nào? Riêng bản thân em thì em
không có quá quan tâm vào ngoại hình. Thì em mong là người con gái mà em làm quen thì cô ấy sẽ có tính là tự lập. Quá tự lập luôn. Là một người phụ nữ mà biết yêu thương gia đình. Tại vì thì anh Quyền Linh và quý vị khán giả cũng biết là công việc của quân nhân chúng em nói chung thì là thường là ở trong đơn vị, dành hết thời gian cho đơn vị để rèn luyện. Thì thời gian ở bên gia đình thì ít, đúng không? Ít. Nhưng mà cái nhìn chung thì chúng em đều là rất là trân trọng những cái giây phút quý báu bên gia đình. Với tính các cô gái này thì anh tin có tất cả những điều đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Con đi với ai? Dạ, con đi với bạn thân của con từ hồi cấp 2. À, bạn thân. Cho gặp bạn thân đi. Dạ, xin chào chú Huyền Linh và cô Hồng Vân và khán giả ngồi ở đây ạ. Con là bạn của bạn Hành Trinh từ nay là được 8 năm rồi ạ. Anh này thì có thấy hơi hiền á, chứ rụt rè, không biết hôm nay lên đây anh nó hơi rụt rè hay sao mà. Nghĩ nếu mà anh ở ngoài anh mà cái tính anh như vậy thì chắc bị Trinh nó ăn hiếp. Nếu là con có bấm những bấm nút anh này không? Dạ, con thấy anh này gu chắc hay ok với bạn Trinh á. Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn em. Trai đi với ai? Dạ, em đi cùng ba mẹ và chỉ huy ở đơn vị. Rồi, xin chào cô chú ạ. Trước đầu tiên xin chào ban chương trình, ban cậu Quyền Linh với cô Hồng Vân. Dạ. Duyên dáng trẻ đẹp. Dạ, dạ. Dạ. Tôi là mẹ của em Nguyễn Trọng Hiếu. Tôi thấy cháu đây cũng vui vẻ mà đẹp, dễ thương. Thành ra mong sao cho được hai đứa được bấm nút. Tôi bảo lãnh là sau này cháu Hiếu sẽ cưng vợ, cưng con suốt cuộc đời, chung thủy suốt cuộc đời. Tôi bảo lãnh. Trời ơi, có bảo lãnh luôn đó nghe. Dạ, xin cảm ơn nha chương trình. Cho thằng bộ trưởng của Hiếu đi. Chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Tôi tên là Võ Thành Nguyên, chính quyền phó tiểu đoàn 26 Bộ Tham mưu quân 4, là thủ trưởng của em Hiếu. Thì đối với em Hiếu thì ở đơn vị thì là một người hiền lành, thật thà, chất khoác, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Đối với điểm yếu đồng chí Hiếu là rụt rè, nhút nhát thôi. Đối với bạn gái bên đây thì ban đầu thì nhìn như thế là cũng được rồi. Mong rằng hai bạn sẽ tạo cho nhau cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về sau này. Rồi, cảm ơn thủ trưởng. Cảm ơn thủ trưởng. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Hiếu. Bước qua rào, cứ thế mà thẳng tiến. Chào em. Dạ, em chào anh. Hôm nay thì anh rất là hân hạnh là được gặp em. Thì anh có món quà là chú gấu bông mặc quân phục màu xanh của lính và một đóa hoa để tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, em cũng có tự để làm cô cầm phụ nè, nến cô thơm cầm phụ để nè. Tặng cho anh. Con nói về cái ý nghĩa món quà đi con. Vậy rất là dễ thương. Dạ, món quà này thì nến thơm để dùng đốt để có gì có thể lúc ngủ sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Vì cả một ngày thì anh đỡ thao trường cũng cực khổ rồi. À, cảm ơn em. Dạ. Rồi, hai bạn cứ thoải mái nói chuyện đi nào, nhìn thẳng vào mắt đối phương. Đúng rồi, bây giờ bạn hát đờn cho em nghe một câu đã, cho cái cảm xúc nó gọi là dâng trào, xong hai đứa nói chuyện nha. Dạ, hôm nay em tặng anh một bài hát của Lê Cát Trọng Lý. Bài hát em thích nhất là bài Nghe Tôi Kể Này. Nó cũng có một phần là con người của em trong đây. Xin hãy đến đây, tôi kể cho nghe câu chuyện về một người em gái xinh. Em là mùa xuân chinh trong nụ cười tươi sáng. Em rạo rừng nghìn năm trong mùa hạ tình yêu. Em nhìn tựa mưa thu trao tình cùng cây lá, đông dành tặng riêng em những khát khao miên trường. Và xin hãy đến đây, tôi kể cho nghe
câu chuyện về một người điên rất vui. Cô yêu từng hàng cây, trò chuyện cùng hòn đá. Cô mong làm mây bay, hòa kiếp thành con gió. Cô yêu vạn người rừng, yêu thêm ngàn người điên. Yêu tuổi trẻ bỏ hoang, cùng kiếp sống ở hơn. La 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 la, tôi yêu người em gái. La 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 la, tôi thèm làm người điên. Hay quá, hay quá trời. Sao nè, rồi em có đối lại luôn không? Thì bạn gái nghe bạn gái hát thì cảm xúc trong em là cũng dâng trào. Thì em là chàng trai cũng ở sông nước miền Tây. Thì em xin hát bài hát Hương Tóc Mạ Non. Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá. Tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa, trời trưa bóng dừa hẹn hò nhau tình quê hai đứa. Mùi mà non hương tóc em biết bao kỷ niệm, nhắc lại thấy thương sao thật nhiều. Rồi bây giờ mình giao lưu văn nghệ rồi. Chúng ta ngồi nhìn thẳng vào mắt nhau đi nha. Mình có trò chuyện đi. Chào em. Dạ em chào anh. Thì anh gặp em là dễ thương như trong tranh vậy đó. Hình tượng của anh thì cũng tương đối giống hình tượng của em tưởng tượng ra. Nhưng mà em có một cái tật xấu là, ví dụ như khi em lỡ nổi nóng hoặc là lỡ giận anh gì đó thì em sẽ thường hơi sĩ diện cao một tí, nên là em ít khi nào xin lỗi trước hoặc làm huề trước lắm. Vậy thì anh sẽ xin lỗi em trước, rồi sau đó hai đứa mình sẽ cùng nhau ngồi lại nói chuyện. Chắc lấy anh xin lỗi thì em hết nóng liền phải không? Dạ. Hoàn cảnh gia đình của em thì giờ em chỉ còn có mẹ thôi. Mà em làm việc thì đa phần là em làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, mà quê em thì ở Đồng Nai, nên là em sẽ thường xuyên chạy về hai chỗ này. Thì em không biết là anh có thể sắp xếp như thế nào. Nếu em từ thành phố Hồ Chí Minh mà ra Đồng Nai thì ghé ngang Dĩ An rước anh. Còn nếu em từ ngược lại thì vẫn rước anh được. Nếu vậy mình sẽ thu xếp là một nơi ở giữa hai gia đình, để mình vừa tiện cho công việc mà vừa tiện cho chăm sóc gia đình. Mà dạ, anh cũng không có ngại ở ghế đâu. À dạ, vậy thì được rồi. Đời trai tụi anh là phong sương. Nhưng mà nhà của Hiếu là có mấy anh em? Dạ, nhà em là một người chị cả và năm người anh trai. Ừ. Những anh chị em đều ở gần nhà, có thể là thay em chăm sóc cho ba mẹ được. Ừ, tại không vì bên đây có một mẹ, đó, một con thôi. Với lại Bình Dương, Đồng Nai nó cũng sát bên nhau. Bây giờ Hiếu bước tới nắm tay cô gái để mình xem cảm xúc mình như thế nào. Xong mình nói tất cả những suy nghĩ của mình với người đối diện. Đó. Anh thì cũng nói với em là những người lính tụi anh thì luôn là quyết tâm là bảo vệ những thứ mà mình trân trọng và yêu quý. Nếu như mà hai đứa mình mà đến được với nhau thì em cũng sẽ là một người mà anh bảo vệ đến hết cuộc đời. Dạ, em cảm ơn và em mong là anh sẽ thực hiện đúng lời hứa. Rồi, trở về vị trí. Chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Bây giờ đã đến lúc mình đưa ra quyết định của mình. Nếu chúng ta cảm giác đây đúng là đối phương để mình tìm đến, đúng là nơi mà để mình bấm nút. Rồi, mình bấm nút. Rồi, đó bây giờ nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè. Trời ơi. Thì mà nó nhảy rồi, hỏi lòng ngực luôn. Em chậm quá. Người ta nói là ta bấm liền luôn. Đó, thấy chưa? Đó, rất chưa, là mạnh mẽ bấm, luôn. Bấm tay liền ha. Rồi, bây giờ nè, trên truyền hình đó, có mẹ của em gái đang xem. Em hãy nói những gì với
mẹ của bạn gái đi. Dạ, con chào bác. Con hứa là sau này là con sẽ chăm sóc cho Trinh và gia đình mà con yêu quý là đến hết cuộc đời ạ. Con nói gì với ba mẹ của Hiếu đi. Dạ, con chào hai bác. Dạ, con cảm ơn hai bác vì đã để anh Hiếu đến chương trình. Nếu như thực sự con với anh Hiếu có duyên thì con hứa sẽ hiếu thảo với hai bác giống như mẹ của con. Bây giờ mình làm thủ tục đầu tiên đi ha. Đó. Này là hung, hung gì vậy? Hung tóc, này là hửi tóc chứ không phải là hung. Hung là ở đây nè. Dạ, lần sau con sẽ hung Trinh ở chỗ đó. Lần sau, chỗ đó là chỗ nào? Lần này luôn đi. Cho anh hung em thêm lần nữa là anh là hạnh phúc hơn những người chơi khác, anh được hung tới hai lần lận. Dạ. Đó. Trời ơi. Ơi. Rất là cái cặp này rất yêu quá. Rất tình cảm. Ừ. Đây là món quà dành cho hai em. Đi xem phim là quà là của cái rạp phim Cinebook 212 Lý Chiến Thắng, tới đó xem phim để hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn nha. Các bạn nhận được một món quà dễ thương từ mạng xã hội Mocha. Đó là cặp áo màu tím mang thông điệp gắn bó dài lâu. Các bạn hãy gọi điện nhắn tin để cùng thắt chặt tình cảm qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù xa cách mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, con cảm ơn. Nói cái này hơi ngại kiếm nhưng mà con là ế từ trong bụng mẹ nên các em không phải tìm kiếm xa xôi đâu nữa, có anh đây rồi và anh sẽ luôn là bờ vai vững chắc để em tựa vào mỗi khi có khó khăn gì thì luôn vững bước cho cuộc sống. Quý Linh và Hồng Vân tiếp tục mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Rồi mời em trai. Rồi mời em trai giới thiệu về mình. À, xin chào hai em xinh đẹp và vui tính của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. À, xin chào bạn gái bên cạnh ạ. Xin chào toàn thể quý vị khán giả có trong trường quay này, chào trân trọng nhất ạ. À, tôi xin giới thiệu tôi đầy đủ là tên họ đầy đủ là Nguyễn Tuấn Anh. À, năm nay 28 tuổi, quê quán thì ở Hải Dương. À, sinh ra và lớn lên thì ở Đồng Nai. Hiện nay đang công tác tại Trung đoàn 31, Sư đoàn 309, Quân đoàn 4 ạ. Có sở thích là thích xem thể thao. Ừ. Như chồng và Hồng ước mơ sao con nhỏ nhỏ là sau này giờ có một khoảnh đất nhỏ thì chồng và Hồng để mỗi sáng thức dậy là cắt một cành hoa hoặc một nhánh hoa cài lên ngay tóc người mình yêu như là vợ mình để họ cảm thấy được cái niềm hạnh phúc cũng như là được yêu thương. Trời ơi, lãng mạn quá vậy. Trời. Và mong muốn qua chương trình này thì tìm được một nửa của cuộc đời để cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc ạ. Mời nhà gái. Ờ, hy vọng là nhà trai sẽ tìm được một nửa yêu thương ha. Còn bây giờ nhà gái mình giới thiệu đi nào. Dạ, lời đầu tiên con xin chào cô Hồng Vân, xin chào chú Quyền Linh, xin chào các chiến sĩ và chào quý vị khán giả đang có tại trường quay cũng như đang xem qua màn ảnh nhỏ. Em tên là Bùi Minh Nguyệt, năm nay 24 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Xuân Lộc, Đồng Nai. Công việc hiện tại của em là nhân viên phát triển sản phẩm của một công ty giày ở Xuân Lộc luôn ạ. Ồ vậy hả? Dạ. Hai người cùng ở Đồng Nai luôn Linh ơi. Vậy là tốt rồi. Tốt rồi. Em trai có điểm mạnh điểm yếu gì giới thiệu cho bạn gái nghe đi. Thưa toàn thể khán giả thì điểm mạnh của tôi là trong công việc luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hòa đồng, vui vẻ và với mọi người xung quanh, biết nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, thêu thùa khâu vá. Giỏi quá nhỉ. Khâu vá luôn đó. Có cái điểm yếu gì không? Dạ, điểm yếu thì đôi lúc trong công việc thì hơi thẳng thắn một chút. Thứ hai là khả năng tán gái thì có trình độ chưa được cao lắm. Rồi bây giờ thôi thôi mình nói về cái điểm mạnh điểm yếu của mình cho đàn trai nghe đi. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm, chia sẻ và rất biết lắng nghe. Còn về điểm yếu thì dạ, hơi nhiều xíu. Hơi nhiều xíu hả? Điểm yếu thì hơi lề mề. Đặc biệt là khi ngủ, tưởng ngủ thì rất là xấu. Không sao đâu, tưởng ngủ xấu chỉ có người bên cạnh mình thấy thôi, không vấn đề gì cả. Dạ. Sở trường là cái gì? Dạ, sở trường của con là thích ca hát, thích làm thơ. Rồi, đọc đó. Bài thơ nghe coi.
Dạ, con có chuẩn bị một bài thơ nhưng mà con chưa có thuộc, nên là cho con cầm. Vậy mà nói thích thơ. Tại con vừa mới làm xong. Đàn trai tôi cũng không biết có yêu thơ mà rất là lãng mạn. Bạn ơi, bạn có thích thơ không bạn ơi? Dạ, chào chị ạ. Dạ, thơ thì em cũng thích ạ. Có thuộc em thơ em không? Em thích cái loại gọi là cái thể loại thơ gì? Dạ, nói chung là thơ về cách mạng cũng như là tình yêu đôi nữa. Đâu đọc thử bài thơ nào nghe cái coi. Dạ, thì hôm nay đến chương trình thì em cũng xin đọc một đoạn. À. Dạ, trước khi đọc một đoạn thì em cũng có một số đôi lời bạn gái bên cạnh. Nói đi, nói lớn lên cho bạn nói gái nghe. Nói lớn mới nghe, đúng rồi đó. Dạ, em xin được đứng đây. Xin chào thiên thần bé nhỏ ạ. Em không phải tìm kiếm xa xôi đâu nữa, có anh đây rồi. Và anh sẽ luôn là bờ vai vững chắc để em tựa vào một khi có khó khăn gì thì luôn vững bước cho cuộc sống. Trời, hay quá. Sau đây em xin ta đọc một đoạn với bài mang tựa đề Em và anh ạ. Em là một thoáng hoàng hôn, anh như... Như gì? Em như gì? Dạ. Có quyền coi giấy nha. Dạ, để em đang xin tại hơi hồi hộp. Em rất mong được chàng pháp tay của quý vị khán giả. Em là một thoáng hoàng hôn, anh như chim nạc bồn chồn cánh bay. Em bồng bềnh một thoáng làn mây, anh xin nằm gió để bay theo cùng. Nếu làm em gì, nằm gì? Nằm gió. Nằm gió nãy nghe lộn, tưởng đâu là mây. Nếu em nằm một cánh đường, tình anh dòng suối bồng bềnh cuốn theo ạ. Cái này thơ này em làm hay sao? À, thơ này là do một đồng chí chính viên sáng tác để nên có để tặng bạn gái cũng bên cạnh đấy, thì em cũng góp lời chút ạ. Trước khi đi là hai người ngồi bàn làm bài thơ này đúng không? Dạ, nói chung là có sự cộng tác của cấp trên và cấp dưới trong cái chương trình này ạ. Hay quá, rồi cảm ơn anh trai. Em có nghe rõ cái bài thơ này không? Có. Tại vì cái bài thơ này rất là hay, cái bài thơ cái lời lẽ rất là lãng mạn luôn. Em là một án hoàng hôn á. Dạ. Bên đàn gái, mình có mấy mối tình rồi? Nói cái này hơi ngại xíu nhưng mà con là ế từ trong bụng mẹ ra. Ế từ trong bụng mẹ ế ra. Câu này lạ nha. Mình xinh xắn nè, mình có nhiều những tài lẻ nè, mắc mớ gì mình ế. Tại mình khó quá đúng không? Dạ không, con thấy con cũng dễ. Con cũng hòa đồng với mọi người nhưng mà trước kia là con có thích một bạn đơn phương thôi. Nhưng mà thích từ năm cấp 3 cho tới năm 2 đại học. Vậy đó hả? Con mong muốn cái người bạn bên đây á, là phải như thế nào? Dạ, con mong một người bạn trai cao khoảng 1m67 đến số 8. 1m67 đến số 8 nha. Chú ơi. Dạ dạ. Chú mét bao nhiêu nào? Dạ 1m7 ạ. Rồi, ngon lành, 1m7 lận. Ngon. Cái gì nữa? Hòa đồng vui vẻ. Hòa đồng vui vẻ có không nè? Có quá đi chứ. Cái này là thừa luôn chị. Thừa luôn. Chị khẳng định luôn, em có tới 100% cái điều mà nhà gái muốn luôn á. Bên kia ta chưa có mối tình nào, bên đây có mối tình nào chưa nè? Dạ bác anh, em có một mối đó. Mối đó là thời em học viên năm thứ 3 ở Hà Nội. Nhưng mà do cái thời gian không có thời gian về, một năm về được có 2 lần nên khả năng quan tâm bạn gái không có. Thứ hai là sau khi ra trường thì nói chung áp lực công việc cũng chưa tìm hiểu sâu nên hiện tại giờ vẫn chưa có. Ừ, coi như mối tình đó, cũng không có dài. Coi như đơn phương thôi đúng không hay sao? Dạ có, cũng quen được 5-6 tháng ạ. Quen 5-6 tháng rồi thôi tới giờ luôn hay sao em? Dạ, giờ vẫn chưa có một nửa đó. Chưa có phải không? Dạ. Em yên tâm, đã có thiên thần ngồi bên đây chờ em rồi nha. Rồi thôi gặp người thân đi. Em trai đi với ai nào? Dạ em nay đi với thủ trưởng của em ạ. Là đồng chí Lê Trọng Khánh, phó chính ủy trong đoàn ạ. Chào thủ trưởng thương yêu quen thuộc. Thủ trưởng là coi như thủ là trưởng cái là dễ thương lắm hết cho lính của mình rồi. Vâng, xin chào Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Và xin chào tất cả mọi người trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay. Tôi là Lê Trọng Khánh, phó chính ủy trung đoàn 31, sư đoàn 309 của quân đoàn 4, là thủ trưởng của đồng chí Tuấn Anh. Xin giới thiệu với em gái ở đây, ngoài những cái điểm mạnh của Tuấn Anh thì xin nói thêm một tí. Hiện nay Tuấn Anh là bí thư chi đoàn và chính vị viên phó của đại đội, quản lý khoảng 100 là chiến sĩ. Bản chất phẩm chất chính trị là rất tốt, sức khỏe tốt, và qua 2 năm công tác thì đồng chí Tuấn Anh là hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Và mong muốn của thủ trưởng đơn vị, bản thân tôi hôm nay ở đây cũng như anh em trong đơn vị đi, muốn là Tuấn Anh hôm nay quen được một bạn gái. Và nhìn ở đây thì thấy bạn gái là rất dễ thương, đặc biệt là quê ở Xuân Lộc, cũng ở Đồng Nai. Thì hiện nay ở trung đoàn 31 thì lên trên đó thì cũng gần thôi, khoảng 100 cây số. Và nếu mà về Vĩnh Cửu thì từ Xuân Lộc về chỉ có 60 cây. Nếu mà hai bạn mà hôm nay là có duyên với nhau
và mong muốn là hai người sẽ là tiếp tục là bấm nút và tìm hiểu thêm về với lại trung đoàn chúng tôi, thêm một người con, một người em nữa, và chúc hai em tiến tới là vợ chồng. Xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn thủ trưởng. Wow. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với lại gia đình ba thế hệ nha em. Là dạ, sao? Dạ có bà ngoại, ba mẹ và em trai. Oh. Và có bạn thân em. Chào. Xin kính chào chị Hồng Vân xinh đẹp và anh Nguyễn Linh. Tôi là mẹ của Nguyệt. Nguyệt thì ở nhà thì nói chung tánh hiền, hơi chậm một xíu nhưng mà cũng siêng, cũng biết lo cho gia đình. Còn bạn trai bên đây thì nhìn ngoài thì cũng được, có điều là hơi ốm xíu. Cô thì không quan trọng về cái bề ngoài lắm, quan trọng về cái tính cách. Miễn là sau này thương Nguyệt, chăm lo cho gia đình tốt là được. Thấy hai đứa cũng hợp với nhau cũng được, thì mong là hai con cho nhau cơ hội để gia đình sớm có niềm vui. Trời nói ơi, chung là mẹ rất là mong. Bà ngoại, ơn, là nhà bà ngoại muốn khóc luôn rồi kìa. Bà ngoại có muốn nói cho bà ngoại nói tiếng miếng đi. Thương không bà ngoại, thương dạ. Cháu quá. Kính thưa chú Quỳnh Linh, kính thưa cô Hồng Vân, kính thưa tất cả quý vị ở trong trường quay, đưa bên nhà các chú bộ đội, nhà trai, gia đình rất là mong cho Nguyệt có gia đình. Nhưng hôm nay chúng tôi rất mừng và cũng chỉ mong một cái điều cuối cùng là hai cháu cho nhau cơ hội và xây dựng được thành một gia đình. Chúng tôi rất là mừng. Dạ, trời ơi, cảm ơn ngoại. Ngoại cưng Nguyệt quá. Ngoại thương cháu quá rồi hả? Dạ. Cô ơi, cho con hỏi thêm một điều được không cô? Con hỏi anh luôn, chút xíu kéo rào con hỏi anh luôn. Không, con hỏi cô cái này hỏi hơi cô tính. Hả? Ok, hỏi cô đi. Con cũng thích một người có vòng ba hơi bự xíu á cô. À, hết rồi, giờ tôi phải qua tôi check lại cái vòng ba của ổng. Em nói là em thích cái người có vòng ba hơi bự xíu, nên phải check lại cái vòng ba của bạn này xíu. Vòng ba, vòng một, vòng bốn như nhau. Khỏi check. Nói chứ chút xíu con sẽ gặp anh, con coi tự con á, con thấy như thế nào nha. Mở rào. Để tự đăng ký kiểm tra nha. Con dạ. Kiểm tra nghe. Dạ. Rồi. Mặt hai người này làm như có cái phu thê hay dạ, sao? Anh có cái tim như bó hoa tặng em. Dạ em cảm ơn. Thì món quà anh làm cả tuần nay để mong được tặng em. Em cảm ơn. Em xin tặng anh một chậu sơn động tuyết. Mong là anh sẽ luôn luôn vui vẻ và sống hạnh phúc. Dạ. Em đứng ngay giữa đi, em trai đứng ngay giữa. Rồi em gái nha, nhắm cho kỹ nha, em trai quay hai ba vòng nè, đi. Coi nè, kiểm tra nè. Từ từ, chậm chậm, dừng lại. Ừ, đó. Quay nữa, một vòng, nửa vòng thôi. Dạ. Dừng lại. Đó, kiểm tra vòng ba đi. Đó, sao nè. Dạ, mặc dù là không như con mong muốn nhưng mà cơ bản là vẫn có. Rồi, ngồi đi em trai. Cảm nhận về nhau đi, giờ kiểm tra vòng ba rồi ha. Dạ. Mình cảm nhận lần đầu tiên anh gặp em, con tim anh muốn bay lên để chạy theo tiếng gọi con tim em. Từ khi nhìn thấy em thì anh thấy em một cô gái dễ thương, có độ cặp kính rất xinh đẹp. Đó là cái sự nhìn nhận của anh. Vừa anh bảo em là một thiên thần, đúng ra thật ra đúng là quá là một thiên thần luôn. Quá thiên thần luôn, quá thiên thần luôn. Đầu tiên thì em nhìn thấy anh thì thấy anh là hiền, nhưng mà chắc là bên ngoài ngoài đời thường thì anh chắc cũng nói nhiều lắm đúng không? Cũng tùy lúc. Tại vì em thấy anh là một người lãng mạn. Không biết thì ngoài thích thơ ca ra thì anh còn thích, anh có thích đá bóng không? Anh có thích đá bóng. Đội bóng anh thích là đội câu lạc bộ Real Madrid. À, vậy đối ngược với em rồi, em thích Barca. Barca hơn. Nói chung là mình có thể cùng ăn cánh gà và xem đá bóng là được. Hẹn hò thế nào đó? Hai bạn ở đâu đó, bạn tính đi cách dạ, xa bao nhiêu em làm đó. Việc ở đâu? Em thì công ty em đang ở Xuân Lộc. Và công ty em thì làm cho đến thứ bảy, em chỉ được nghỉ ngày chủ nhật thôi. Anh Đồng Nai này có khả năng nếu mà chiều thứ sáu hoặc chiều thứ bảy chủ nhật thời gian nếu mà tuần nghỉ thì anh có thể đến với em chơi. Dạ, hoặc là mình có thể cùng lên Biên Hòa chơi. Em có sở thích nào không nhỉ? Dạ em thì thích ca hát, thích làm thơ. Đến đây thì em cũng xin tặng anh một bài hát.
Rồi, nhắn nghe. Sẽ luôn thân gần bên anh, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu anh, cùng anh đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim em, lắng nghe từng lời em muốn nói. Vì anh luôn đẹp nhất khi anh cười, vì anh luôn là tia nắng trong em không xa rời. Đó, hay quá à. Đó, cái bài thơ con gái, cái bài thơ mà con gái làm đâu? Đọc đi, tự sáng tác, bạn tự sáng tác thơ, con đọc đi. Thiệt ra thì em mới sáng tác bài thơ này thôi nên là em cũng chưa có thuộc. Thì em xin được cầm giấy đọc. À, đông sang áo ấm mặc dày, em 2-3 tuổi thân gầy ôm đông. Xuân sang chim én lượn vòng, em 24 tuổi xuân rồng cô đơn. Hạ sang ve tím từng cơn, tim em lạnh lẽo cô đơn chiều tàn. Thu sang sân lá rụng vàng, thương anh tay nắm những ngày đông tan. Năm qua năm lướt nhẹ nhàng, xuân nay em có muôn vàng yêu thương. Bạn đứng bạn nắm tay bạn cảm nhận coi là cái sự ấm áp, cái tình cảm của mình dành cho bạn gái là cỡ nào nè? Quá ấm áp vậy ạ. Hả? Sao? Nắm hai tay luôn, nhìn thẳng vào mắt nhau nào. À, qua cái sự chia sẻ đồng cảm của bạn nữ, con gái đã sinh ra đã chịu thiệt thòi rồi nên cái sự tìm hiểu đó là một quá trình, chứ không sau này giả sử tìm kiếm một người nào không tốt thì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này cũng như là cái tương lai sau này ạ. Nên để vì vậy nên phải có một sự tìm hiểu lâu dài để cho nó đến bờ hạnh phúc nó tốt nhất ạ. Anh có cùng quan điểm nha. Rồi, các bạn về vị trí. Nếu thật sự chúng ta rung động thì đừng ngại ngùng bấm nút. Còn nếu như cảm giác không phải, chúng ta không cần bấm nha. Sau 3 tiếng đếm của chị Hồng Vân, chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình. Bắt đầu. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Chúc mừng hai em luôn. Bây giờ có bà ngoại, có ba mẹ ở đây xin phép bà ngoại với ba mẹ được dành cho em nụ hôn đầu tiên. Dạ ba, xin phép gia đình con gửi đến em nụ hôn, coi như nụ hôn đầu tiên của em, con dành cho em. Thôi, những chiếc vé xem phim của Cùng Rạp Cinebox 212 Lý Chí Thắng gửi tặng các bạn đến đây để tìm hiểu nhau, để yêu nhau và hiểu nhau nhiều hơn nha. Nãy con đã đọc cái món quà của anh chưa? Con đọc lớn cái bài thơ mà anh viết nè. Đọc đi. Yêu em yêu cả cuộc đời, đời anh là lính suốt đời yêu em. Yêu em yêu thật nồng nàn, tình yêu anh mãi chỉ dành cho em. Đó. Và cái này là làm mấy đêm? Dạ, hơn một tuần ạ. Chúc mừng các bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng. Để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài, các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt, khi vừa chat, vừa cùng nghe nhạc trên Mocha, thì dù cách xa mấy, cũng thấy như đang ngồi gần đó. Nha, ok? Chúc các bạn hạnh phúc. Dạ, cảm ơn cô Hồng Vân và chúng mình. Rồi chồng hoa hồng với làm thơ nha. Rồi. Thưa quý vị, chương trình Bạn Muốn Hò được phát sóng vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy trên kênh Quốc phòng Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì thời gian phát sóng nó hết. Hôm nay chúng tôi rất là vui đã kết nối được hai cặp đôi của những quân nhân chuyên nghiệp của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Họ đồng ý hẹn hò, hy vọng rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại.
cái nghề của em kinh doanh á, là có đầy đủ tất cả mọi thứ, nhà lầu, xe hơi và tiền bạc và vàng FDC em đều có hết. Dạ, kinh doanh bất động sản. Trời ơi, cái đó là thường thôi anh. Thường hả? Con hơi khó tính, hơi kỹ tính, nhiều lúc cũng nóng tính nữa. Nghĩa à? Khó tính, kỹ tính là nóng tính nữa. Trời đất ơi, sao nhiều vậy? Dạ, ưu điểm của em á là là người giàu cảm xúc, sống tình cảm nên dễ chia sẻ. Ưu điểm của em á thì là người đam mê chỉ lo công việc, rồi biết quan tâm gia đình. Khuyết điểm của em á thì chắc là rụt rè, nhút nhát, ngại nói trước đám đông, cũng hay mít ướt. Dạ em cũng mít ướt luôn. Vậy em hả? Mít ướt luôn. Chắc dạ. Ngày ngập lụt hết. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.